Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Thì trong ngày hôm nay, Lực Tàng đã cập nhật được một số thông tin mới. Và một người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung cũng vô tình hé lộ một chút xíu liên quan đến cái sự việc là sức khỏe của mẹ mình. Thì như sáng nay, Lực Tàng cũng đã cập nhật được một cái thông tin mà rất nhiều người cũng đã đang quan tâm đến cái sự việc này. Xuất hiện ở một cái kênh được cho rằng là ở bên Mỹ. Họ cũng đã lên phân tích về cái tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Thì không biết được rằng là họ bên Mỹ họ nắm bắt tình hình như thế nào, ai cung cấp cái nguồn tin này cho họ. Nhưng mà Lực Tàng cảm thấy nghe cũng rất là nực cười. Không biết được là họ tự bịa ra hay là họ nắm bắt nguồn thông tin từ đâu đấy. Nhưng mà hôm nay Lực Tàng sẽ nói về vấn đề này. Và sau đó Lực Tàng sẽ tiết lộ, hé lộ một cái thông tin về tình hình sức khỏe của Phi Nhung phía sau. Thì mọi người cứ lắng nghe để Lực Tàng phân tích và Lực Tàng nói cho tất cả mọi người, để mọi người biết được cái thông tin chính xác nhất. Thì cái thông tin được cho rằng là nói rằng là ca sĩ Phi Nhung là cái phổi bị tổn thương rất là nặng, và nghe đâu là nó bị còn có 10% là sự sống thôi đấy. Tức là cái phổi của ca sĩ Phi Nhung á, là mất 90% là đã bị chết rồi, còn 10% là sống. Thì đây là một cái thông tin cực kỳ sốc đối với tất cả mọi người. Nhưng đây được cho rằng là một cái kênh YouTube ở bên Mỹ. Họ lên họ phân tích và họ cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mở đầu video thì họ vào một cái là họ nói như vậy, thì làm cho tất cả mọi người đều sốc. Và mọi người đều cập nhật thông tin, những khán giả trong kênh của Lực Tàng nói rằng là tại sao có người lại thông báo như vậy, thì Lực Tàng xem có chính xác hay không. Thì đây là một cái thông tin Lực Tàng đảm bảo với tất cả mọi người rằng là một cái thông tin tự bịa, thông tin không được xác thực, thông tin không kiểm chứng. Họ chỉ có nghĩ như vậy rồi họ nói thôi ạ. Lực Tàng cập nhật thông tin từ A đến Z, những cái thông tin dù nhỏ nhất, một chút xíu gì liên quan đến sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung là Lực Tàng cập nhật lên cho tất cả mọi người liền. Đến hiện tại bây giờ, chưa có thông tin gì từ cái nguồn tin sức khỏe của bệnh viện Chợ Rẫy ban ra là bao nhiêu phần trăm sống, bao nhiêu phần trăm chết cả. Và ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, vẫn đang được điều trị với sự gọi như là tích cực của các bác sĩ giỏi nhất ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Và họ đang quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ca sĩ Phi Nhung cũng như các ca bệnh nhân khác giống nhau ở trong bệnh viện. Những cái nguồn tin được cho rằng là 10% sống, 90% chết về cái phổi của ca sĩ Phi Nhung hoàn toàn là vô căn cứ, vô xác định. Cho nên tất cả mọi người hãy đừng hoang mang, không có thông tin đó đâu ạ. Thông tin đó hoàn toàn là thông tin sai lệch, và thông tin đó là thông tin họ nói để mang tính chất khuấy động cho cái tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung càng lúc càng nặng thêm, để có người quan tâm đến nhiều và mạng xã hội cũng như là các khán giả sẽ để ý đến nhiều và theo dõi họ thôi ạ. Đảm bảo với tất cả mọi người, thông tin đó là thông tin thất thiệt, được chưa? Những thông tin ở Việt Nam chúng ta đây nào, là những cái trang báo, những cái người liên quan như chị Việt Hương hay là quản lý của ca sĩ Phi Nhung, họ cũng chưa lên tiếng về cái vấn đề gì. Và họ im lặng thì đặt ra một cái nghi vấn, một cái nghi ngờ cho chúng ta rằng liệu sức khỏe của Phi Nhung đã ổn định hay chưa, hay là đang trong cái giai đoạn bình thường và chưa tiến triển một cái gì, hoặc là có thể chuyển biến nặng, nguy kịch thì họ mới giấu thông tin. Đó là ba cái luồng ý kiến mà chúng ta đang suy nghĩ và chúng ta cần phải phân tích. Thì đầu tiên chúng ta phân tích về cái vấn đề mà nói rằng là sức khỏe của Phi Nhung bình thường một cách thần tốc và có thể ăn uống này kia, thì cái đó là chúng ta cũng bác bỏ. Tại vì Phi Nhung là một người đã nhiễm bệnh khá lâu, đúng không ạ? 30 ngày rồi, và tuổi già, bệnh nền, chưa được chích vaccine, đúng không ạ? Thì chắc cũng một điều rằng là nó có khả năng rất là nặng, không thể nào mà vượt qua được cái giai đoạn nguy kịch mà nhanh đến mức độ như vậy, đúng chưa? Rồi cái thông tin nói rằng là sức khỏe ca sĩ Phi Nhung bình thường thì chúng ta cũng chưa được kiểm chứng. Nói rằng bình thường là ở cái chỗ gọi như là vẫn thở máy đều, nhịp tim, nhịp phổi, oxy máu vẫn bình thường, thì cái đó thì chúng ta cũng chưa khẳng định được tại vì chưa có thông tin. Rồi cái thứ ba là thông tin qua đời là chúng ta phải bác bỏ. Nguy kịch thì có khả năng, nhưng mà còn qua đời thì chúng ta phải bác bỏ ngay lập tức, đúng không ạ? Rồi cái thông tin mà họ nắm chắc ở trong gọi như là còn hơn cả bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, họ nói rằng là 10% này, 10% kia, rồi 90% là qua đời, 90% là xót xa, đau khổ cho tất cả mọi người, thì mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện. Đó cũng chỉ là bịa ra. Thì cũng rất mong tất cả mọi người nghe được thì mọi người cũng cứ biết rằng là ca sĩ Phi Nhung trải qua quá trình dài một tháng như vậy thì chắc cú đã có cái dấu hiệu này kia liên quan đến cái sự nguy kịch. Và
căn bệnh COVID-19 không thể nói trước bất cứ một cái vấn đề gì, được chưa? Thì đó là tạm phát bỏ những cái thông tin thất thiệt để cho mọi người yên tâm. Rồi đến một cái thông tin mới nhất mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được, là cái thông tin liên quan đến sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung chính xác nhất, do chính con nuôi và người thân của ca sĩ Phi Nhung, đặc biệt đứa con này đặt trên một cái tin vui rất là nhiều khi đã đậu gọi như là Đại học Kinh tế Tài chính và vào một cái trường ngon lành nhất Việt Nam chúng ta, với phí học gọi như là 35 triệu một học kỳ. Đó, thì cô con gái này rất là giỏi và đang tự hào khoe rất là nhiều ở trên trang Facebook. Thì có một vị khán giả cũng đã hỏi đến cái tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung, thì cô này cũng đã bộc bạch, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là cái sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung như thế nào. Thì cái dòng trạng thái của Phạm Thiên Ngân, là con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, đăng trên trang Facebook mới đây là như thế nào, thì để Lực Tàng đọc rồi Lực Tàng sẽ cho mọi người biết cái thông tin mà cô ấy tiết lộ cái tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung ra cho tất cả mọi người biết, để mọi người có cái sự yên tâm hơn. Do tình hình dịch bệnh, con không thể đi đến sân khấu để cúng tổ, nên con thành tâm cầu nguyện đơn giản tại nhà. Cầu nguyện tổ nghiệp che chở cho mẹ của con là Phi Nhung Phạm tai qua nạn khỏi, mau hết bệnh trở về nhà. Cầu tổ nghiệp dẫn đường cho con sáng sân khấu được lòng khán giả. Cầu nguyện cho các cô chú anh chị nghệ sĩ được nhiều sức khỏe và có thể tiếp tục cống hiến ạ. Thì đó là cái dòng trạng thái của cái cô con nuôi Phạm Thiên Ngân, là đang trên một cái đài danh vọng rất là lớn khi đã đậu đại học đó mọi người, vào một cái trường cực kỳ chất lượng ở đất nước Việt Nam chúng ta. Thì không biết được rằng là với cái tình hình mẹ của mình như vậy, thì sau này lỡ không may có chuyện gì thì không biết là em này sẽ có ai lo lắng gì hay không, với một cái học phí rất là cao. Thì chúng ta cũng đang rất là mong và lo lắng cho em ấy, và chị Phi Nhung sẽ có được, mong sao sẽ có được cái sức khỏe tốt để về tiếp tục lo cho những cái đứa con của mình ăn học đến nơi đến chốn và thành tài. Thì trong cái đoạn mà bình luận ở bên dưới thì mọi người cũng có thể thấy rằng là có một người cũng đã hỏi về cái tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung, thì cô bé cũng đã bộc bạch và cho chúng ta hé lộ cho chúng ta một điều gì đó có thể rằng là rất ngắn nhưng mà nó rất là vui mừng để cho chúng ta biết được tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung hiện tại bây giờ là như thế nào. Thì có một người hỏi rằng mẹ sao rồi em, thì Phạm Thiên Ngân có nói rằng dạ mẹ em vẫn ổn ạ. Thì tất cả mọi người biết rằng cái từ ổn ở đây là như thế nào. Cái từ ổn ở đây tức là ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa có cái dấu hiệu phải nói đến là nguy kịch đến cái tính mạng, vẫn được nằm điều dưỡng trên bệnh viện Chợ Rẫy, đúng không ạ? Vẫn được sự quan tâm, lo lắng, nhiệt tình, tận tình của các bác sĩ giỏi nhất. Và chắc có khả năng tình hình sức khỏe của chị ấy đang trong cái giai đoạn ổn định, nó không phải là nó chập chờn lúc nguy kịch, lúc tỉnh táo. Mà ở đây, trong ngày hôm nay, cô bé này thông báo như vậy, thì chúng ta khẳng định một điều rằng là sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn ổn. Đã ổn rồi thì là một cái thông tin vui, đúng không ạ? Mà sau này thì mong cái ổn này nó càng ngày càng ổn hơn. Đấy, ổn nhưng mà ổn như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết rõ được. Nhưng con gái nuôi thì chắc cú rằng là nó cũng sẽ cập nhật liên tục những cái thông tin. Và chắc chắn được cái phía quản lý cũng như ekip của ca sĩ Phi Nhung, người ta sẽ cung cấp về để cho tụi nó yên tâm. Tại vì tuổi đời của tụi nó đang rất là nhỏ và hiện tại bây giờ thiếu vắng đi một cái tình thương của người mẹ, một cái sự quan tâm chăm sóc của người mẹ, thì chắc cú rằng lúc nào cũng yêu thương và nó nhớ đến mẹ của mình. Thì những cái nguồn tin từ phía ekip quản lý cũng như là bên phía gọi như là chị Việt Thương á, là cũng sẽ cung cấp những cái thông tin mới để hàng ngày để cho những cái đứa nhỏ này có phần yên tâm hơn, đúng không ạ? Thì đây là cái lời của con gái. Thì chắc cú rằng nó nói là ổn thì chúng ta cứ biết được là ổn đi, rồi cũng mong cho cái sự việc của chị Phi Nhung nó sẽ ổn mãi mãi như vậy và không có một cái gì gọi như là xảy ra một cái tin tức giật gân và xấu hơn nữa về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung như trước đó nữa, đúng không ạ? Đây là cái mong mỏi rất lớn của tất cả mọi người, ai cũng vậy thôi, Lực Tàng cũng vậy, tất cả các khán giả trong kênh cũng vậy. Thì họ cũng đã để lại rất là nhiều những cái lời bình luận cầu mong cho chị Phi Nhung. Có người thì nói rằng họ thức cả đêm, họ sẽ đi chùa, họ sẽ đi đến cái miếu này, miếu kia linh thiêng nhất để cầu mong cho chị Phi Nhung vượt qua cái nạn. Và cũng có người nói rằng nếu như chị Phi Nhung vượt qua được bạo bệnh, họ sẽ cạo đầu, họ sẽ ăn chay trong vòng khoảng một tuần
thì mọi người có thể thấy rằng là cái tình yêu thương chan chứa của khán giả dành cho ca sĩ Phi Nhung đến thời điểm hiện tại bây giờ là nó rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy rất là trân quý cái vấn đề đó. Tại vì dù sao đi chăng nữa cũng là một tính mạng của một con người. Cái chuyện lùm xùm trước đó thì chúng ta không quan tâm. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm nhiều nhất là đến tình hình sức khỏe của chị Phi Nhung và quan tâm nhiều nhất đến tình hình dịch bệnh. Hiện tại bây giờ nó diễn biến ra sao và diễn biến như thế nào? Chúng ta không mong muốn cái số lượng mà người mà tử vong là gần 17.000 người ở đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Và chúng ta không bao giờ mong muốn thêm một người nào nữa phải đi vào trong cái tin tức những cái ca tử vong ở đất nước Việt Nam chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ mong sao những cái ca xuất viện càng nhiều càng tốt. Và không mong những cái ca dương tính tăng lên. Rồi như qua đời tăng lên. Đó, chúng ta, đó là cái mong mỏi lớn nhất của chúng ta. Và chúng ta cũng luôn cầu nguyện cho tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đến với đất nước của chúng ta. Và riêng biệt đó là chị ca sĩ Phi Nhung. Khi Lực Tàng đang cập nhật thông tin này thì mọi người cũng cố gắng để lại những cái bình luận và có thể rằng là like, đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Lực Tàng TV. Thì ngày hôm nay đây là cái thông tin mà chúng ta cảm thấy hơi rất vui mừng đó. Thì cũng mong sao Lực Tàng sẽ cập nhật được những thông tin vui hơn nữa trong thời gian sắp tới về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung để gửi tới tất cả mọi người nữa. Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.